Mới đây, vụ tai nạn xảy ra tại Hải Phòng và được camera an ninh gần hiện trường ghi lại. Theo đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, cụ bà đang đứng bên đường quan sát, tranh thủ lúc ít xe di chuyển sang đường. Vụ tai nạn xảy ra tại Hải Phòng và được camera an ninh gần hiện trường ghi lại. Theo đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, cụ bà đang đứng bên đường quan sát, tranh thủ lúc ít xe di chuyển sang đường. Tuy nhiên, khi được quá nửa đường, một chiếc xe máy đi tới, suýt va vào cụ, khiến cụ giật mình sững lại. Nhưng may mắn không tới lần hai, một chiếc xe máy khác lao tới. Thấy cụ bà, người đàn ông lái xe vội phanh gấp rồi ngã xòe ra đường. Chân của người này không may ngang trúng bà cụ, khiến cụ ngã ra đau đớn. Người đàn ông hoảng loạn, vội dậy đỡ cụ bà dậy và nhờ người dân gọi xe đưa cụ đi cấp cứu. Hiện chưa có thêm thông tin về tình hình sức khỏe của bà cụ. Đoạn clip này đang thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn trở thành vấn đề bàn luận của mọi người. Hầu hết ý kiến cho rằng, cả chiếc xe máy thứ nhất tuy né kịp, nhưng lái xe cũng thiếu quan sát. Còn người đàn ông gây tai nạn thì chạy quá nhanh, không làm chủ tốc độ, nên khi gặp trường hợp bất ngờ đã xử lý không kịp.